Viên chức biệt phái có được tính lương theo vị trí việc làm, theo quy định tại khoản 4 điều 36 luật viên chức, thì trong thời gian biệt phái, đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm đảm bảo tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức. Theo quy định tại khoản 6 điều 27 Nghị định số 115/2020 Nghị định Chính phủ, được sửa đổi bởi khoản 15 điều 1 Nghị định số 85/2023 Nghị định Chính phủ, viên chức biệt phái được hưởng quyền lợi quy định tại khoản 4, khoản 5 và khoản 6 điều 36 luật viên chức. Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử đến biệt phái có chế độ chính sách đặc thù, thì ngoài lương, các quyền lợi khác do cơ quan, đơn vị cử viên chức biệt phái chi trả, viên chức còn được hưởng các chế độ chính sách đặc thù do cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi nhận biệt phái chi trả.